chân lại cái lọ cho nó sạch chứ. Đấy. Quay cận nào, happy làm như nào thôi mà happy. Rồi tiếp angry, chỉ sao angry. Biểu cảm đấy ạ. Biểu cảm gì đấy? Ngốc nghếch. Surprise, ngạc nhiên chưa? Scared. Hết chưa? Rồi, chuyện đấy kể sách tiếng Anh à? Vừa tiếng Anh thì có được. Xong rồi. Bây giờ sẽ là giờ để làm việc nha. Được rồi, đây 7 giờ sẽ là thức dậy. Đây là 7 giờ này. Làm đi ngủ dậy nào. 7 giờ sáng ngủ dậy thôi. Ngủ dậy, wake up. Tiếp theo 9 giờ là giờ để vui chơi nào. 9 giờ đây, bắt cái vui chơi lắm ở đây. Như đây chơi à, chơi. Kia bóc dán chưa à? Tiếp theo đến 12 giờ là giờ đi ăn. Nào ăn trưa, 12 giờ đi ăn trưa này. 2 giờ chiều. 2 giờ chiều là đi à, là các hoạt động vẽ tranh. 2 giờ đi vẽ tranh. Rồi, vẽ tranh đến 5 giờ. Đây là 5 giờ. 5 giờ sẽ đi tắm. Rồi, tiếp theo đến 7 giờ là chơi ở trong nhà. Chơi. Rồi, chơi trong nhà xong đến 8 giờ là giờ đọc sách. Đọc sách. Rồi, đến 9 giờ tối đi ngủ thôi. Rồi, chúc ngủ ngon nha. Đây. Tiếp theo hôm nay thời tiết hôm nay thế nào Min? Mưa này. Đây là mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Bây giờ đang là mùa hè, trời sao đây? Trời mưa. Mưa trời mưa thì phải làm gì? Phải mặc áo mưa. Và che ô. Hôm nay trời mưa đúng không? Ôi, đây là vườn rau của bác Gấu. Chúng mình hãy dán lại các loại rau cho bác Gấu thôi. Để gì đấy? Khoai ơi. Khoai tây. Khoai này. Khoai này. Cho chúng anh ở đây. Mạnh khỏe, cho chúng anh ở đây. Đà. Khoai lợn. Con bò. Con bò thì mấy hình gì? Con mèo. Con mèo thì hình gì? Con mèo thì hình gì? Mèo thì tiếng Anh là mèo á. Đây là các nghề. Đây là nghề gì? Hành
Thấy con lợn này không? Trời ơi, lợn gì? Con lợn màu đen á. Không bật nữa, tắt đi. Bài gì đấy, đúng không, đúng không, cười chưa, cười chưa?